Chào bình minh hoa ban mai là nơi nhà xưa em vang như hơn ngàn đời. Dung Viên thân ái chào, gặp lại quý khán giả của đài VN TV. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Good Morning Việt Nam America. Và ngày thứ sáu chúng tôi hân hạnh được làm việc với anh Võ Văn Thiệu, một người bạn lâu năm của chúng tôi, trước đây đã từng du học ở bên nước Ý. Và anh có một kiến thức bao quát của vùng trời Âu Châu. Chúng tôi nói đùa là anh là đặc sứ của chương trình Good Morning Việt Nam America, đặc trách về châu Âu, Hội Liên hiệp châu Âu, EU. Kính chào anh Võ Văn Thiệu. Dạ, xin chào anh Du Miên và kính chào quý vị. Du Miên nói hơi quá nghe, tại vì tôi ở bên Âu Châu cũng lâu, ở bên Ý cũng 8 năm. Kính thưa quý khán giả, lúc đầu tiên khi loan tin về việc Trung Cộng bắn hỏa tiễn ra Biển Đông, các hãng truyền thông của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp Quốc, nói chung là trên thế giới, chỉ đưa có hai ngón tay thôi, tức là hai quả. Nhưng mà thật sự ra bây giờ kiểm lại đó, tới bốn quả đó. Và cái loại này đó, thưa quý vị, nó cũng giống hệt như một cái loại của Kim Jong Un. Kim Jong Un bắn hỏa tiễn, thế giới run sợ, nước Nhật, nghĩa là lo lắng, Guam, Hawaii của chúng ta, California cũng lo luôn. Tại vì khùng nó bắn một cái, nó đột tới mình không biết chừng nào. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta sợ Bắc Hàn, Kim Jong Un, hỏa tiễn của nó chưa có đầu đạn nguyên tử. Yeah. Tại vì nó chưa được quyền sở hữu vũ khí nguyên tử. Nhưng nước Tàu là nước đã có vũ khí nguyên tử. Cho nên câu chuyện này nó không nhỏ. Cái câu chuyện nước Tàu bắn ra bốn quả hỏa tiễn ngày hôm qua trên vùng biển thân yêu của chúng ta, đó là một, có thể, tôi nghĩ đó có thể là một chỉ dấu cho thấy rằng điều lo sợ của thế giới về chiến tranh thứ ba, thưa quý vị, có thể chúng tôi nói một cách rất là thận trọng, diễn ra bằng nhiều hình thức, chỉ chờ đến một cái bấm nút là bùng nổ. Anh Võ Văn Thiệu đã tìm hiểu và trình bày với quý vị ngày hôm nay khả năng xảy ra một đại chiến thế giới thứ ba thì nó khủng khiếp như thế nào, các bên ra sao. Anh Võ Văn Thiệu sẽ dành cho quý vị những phân tích cũng như những nhận định của anh. Leo lấy dùm cho video số 8. Thưa mời anh Võ Văn Thiệu. Dạ, xin cảm ơn anh Du Miên. Kính thưa quý vị, anh Du Miên vừa trình bày quý vị là Trung Cộng có bắn 4 quả tiễn ở Biển Đông. Thì theo ý kiến của tôi, theo suy nghĩ của tôi thì Trung Cộng chỉ là rung cây nhắc khỉ thôi, bắn lên cho cái đất biển đó rồi cũng bay xuống dưới nước chứ không có bắn ai hết. Nếu mà ông bắn qua bên Philippines, bắn Việt Nam, bắn bên Nhật thì mới nói được. Nhưng mà chỉ rung cây nhắc khỉ thôi. Tại vì theo tôi hiểu là Trung Cộng hiện tại có nhiều vấn đề trong nội bộ lắm. Chưa kể đến cái đập Tam Hiệp là cái dây thầm lọng đang treo trên cổ của Trung Cộng. Trung Cộng không dám gây chiến với Mỹ. Chắc chắn như vậy, nhất là thời kỳ của ông Tổng thống Trump thì ông Trung thì đôi khi mình không biết ông làm cái gì, nhưng mà ông dám nói, dám làm thì cái đó là mình công nhận ông có một điểm tốt như vậy. Không biết làm như thế nào, nhưng mà ông có thể làm được. Và do đó, Trung Cộng không dám làm. Những người nào mà predictable thì dám làm, nhưng mà đối với ông Trump thì unpredictable. Thì Trung Cộng không dám làm, mà Trung Cộng Nga cả cũng không dám làm với các Tổng thống các Mỹ đâu, nhưng mà họ chỉ làm dọa cho nước lân cận thôi, để mà anh không nghe tôi hả, là tôi sẽ có làm cái này kia. Nhưng mà kính thưa quý vị, ông Robert Hormat, ông có viết một cái bài bình luận trên tờ báo The Hill, tôi nghĩ như vậy. Thì ông này là cựu thứ trưởng ngoại giao cố vấn của cho các tổng thống Cộng hòa Dân chủ. Ông mới có bài bình luận là thế chiến thứ ba, thưa quý vị, đã bùng nổ rồi.
đã bùng nổ rồi, nhưng mà không phải như những người chiến lược gia nghĩ là đánh nhau bằng súng đạn, bằng nguyên tử, bằng xe tăng, tàu ngầm, bằng lục quân, không có chuyện đó nữa. Thì không, thời buổi này không ai làm chuyện đó được, không thắng được. Do đó hiện tại trên thế giới đã có thế chiến thứ ba rồi. Thế chiến là gì? Tức là khi chiến tranh xảy ra thì làm gì? Chúng ta mất tự do, chúng ta bị ở nhà, phải không quý vị? Chúng ta có thất nghiệp, không có tiền xài, khủng hoảng, bạo loạn, xã hội rối loạn, dân chúng hoang sợ. Thì trong buổi này, thời buổi hiện nay, theo tôi, cái tình trạng tại nước Mỹ và những nước khác nữa, có lẽ thế chiến thứ ba đang xảy ra. Tại vì cái COVID-19 này nó làm tê liệt kinh tế toàn thế giới. Còn hơn thế chiến thứ ba, thứ hai nữa, thế chiến thứ hai chỉ xảy ra ở Nhật và Âu Châu thôi, phải không quý vị? Một số nhỏ nước khác ở Bắc Phi. Nhưng mà thế chiến thứ ba hiện tại đang bùng nổ, tại vì tất cả thế giới đều bị ảnh hưởng hết. Thất nghiệp, kinh tế xuống, người dân lo sợ, hoang mang, không có đường, không biết cái tương lai như thế nào. Cái virus này nó đã xảy ra, có thể là từ Trung Cộng, tôi nghĩ là như vậy. Đa số người nghĩ là nó xuất phát từ Trung Cộng. Nhưng mà Trung Cộng cũng lợi dụng cái này, cũng bị cái này làm cho kinh tế của họ xuống, chứ họ đâu có lên được. Và vì cái COVID-19 này, cả thế giới đều chống lại Trung Cộng. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái chuyện ở trong quá khứ, thế giới chưa chuẩn bị để đối đầu với một cái pandemic, một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Chúng ta chưa có sẵn sàng đối phó với những hình thức để chống lại cái COVID này, thí dụ như thuốc men, thí dụ như những dụng cụ y khoa, những dụng cụ cho bác sĩ, y tá, và nhất là những cái supply, những cái cung cấp cho làm ra thuốc. Hiện tại anh nào kiểm soát được cái đó thì anh nó có vẻ như lắng áp. Và khi mà có vaccine thì thế chiến thứ ba còn chưa hết. Tại vì sao? Tại vì những nước giàu mạnh, những nước như Trung Cộng ức hiếp những nước nhỏ, làm cho những nước nghèo không mua được vaccine. Thì cái tình trạng đó là một hình trạng chiến tranh về theo kiểu mới với chiến thứ ba, mà không biết bao giờ chấm dứt nếu mà chúng ta không có đoàn kết thế giới, đoàn kết lại mọi dân tộc trên thế giới để chống lại cái pandemic này. Và tôi nghĩ rằng nước Mỹ và Tây Âu phải là những một quốc gia đứng ra lãnh đạo trong cái phong trào này, trong cái chuyện này. Tại vì chúng ta không thể bỏ rơi những nước nhỏ, chúng ta không thể nào bỏ rơi những nước nghèo khổ tại Á Châu, Phi Châu hay là những nước khác mà họ không đủ phương tiện để đối đầu với cái COVID-19. Thì nếu mà họ phá sản, dân họ chết nhiều, thì cái đó cũng là một cái đại họa cho nhân loại. Mà chúng ta, nhân loại là humanity, là tất cả mọi người, không phải Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng, Mỹ nâu gì hết, mà mọi người đều phải có trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau. Và quý vị hiểu rằng chiến tranh thứ ba này đang xảy ra, và tôi không biết là nó xảy ra, nó sẽ đến chừng nào nó chấm dứt. Hiện tại chúng ta vẫn chưa giải quyết được cái COVID-19 này. Thì cái đó là ý kiến của tôi. Và tôi nghĩ rằng Trung Cộng không dạy gì mà đánh Mỹ. Nhưng mà có thể những tiểu xảo khác, thì nước Mỹ đang biết cái mánh của Trung Cộng như thế nào rồi. Có lẽ các khoa học gia Mỹ, các company của Mỹ, các đại học Mỹ, các thương gia Mỹ đã biết cái tâm địa của người Cộng sản Trung Hoa như thế nào. Và họ bắt đầu từ từ họ tìm cách đối phó. Mà không phải Mỹ không, mà Âu Châu cũng vậy. Tôi có những người bạn ở bên Ý, họ rất đau buồn khi Trung Cộng mua những hải cảng của Ý, đem những cái dịch của người Tàu qua bên Ý, làm cho biết bao nhiêu người Ý chết, người lớn tuổi của Ý đó. Thì từ Ý nó đi qua New York, lây qua New York nhiều đó. Vì tiền, vì ngân sách quốc gia của Ý thâm thủng, nên chính phủ Ý mới nhận sự giúp đỡ của Trung Cộng.
Ý cái một nước văn minh như vậy mà nhận sự giúp đỡ của Trung Cộng, quý vị thử tưởng tượng nó nhục như thế nào. Nhưng mà hết tiền rồi, ông chính phủ đó mà không nhận tiền của Tàu thì sẽ sập đổ ngay. Cái liên minh của chính phủ và ông nhiều đảng phá với nhau sẽ không đoàn kết được, và cái đó là cái hiểm họa chung của chúng ta. Vâng, cảm ơn anh Võ Văn Thiệu. Thì anh Thiệu cũng như một số chuyên gia, một số người phân tích cho rằng đại dịch Covid-19 đã là thế chiến thứ ba, nhưng mà đó cũng chỉ là một nhận định thôi. Thật sự ra nếu như nói đại dịch mà thành thế chiến thì thế giới này đã trải qua khá nhiều đại dịch, và không ai kêu đại dịch là thế chiến cả. Bây giờ thì ý kiến của các chuyên gia và anh Võ Văn Thiệu như là một kiến mới cho chúng ta suy nghĩ. Cảm ơn anh Thiệu. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Ha ha ha!